Ok, hello xin chào em nhé. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm một cái video nhận định xu hướng thị trường sắp tới tuần từ từ ngày mùng 10 cho đến ngày 14, tức là từ thứ hai đến thứ sáu giờ hành chính. Ok, thì thị trường Forex này của chúng ta nó sẽ hoạt động vào 5 ngày một tuần. Ok anh em nhé, thì hai ngày cuối cùng thứ bảy chủ nhật chúng ta sẽ nghỉ như công nhân viên chức đối với anh em làm trader full time. Ok này. Rồi thì trước tiên vào biểu đồ mình sẽ điểm qua một chút cái lịch kinh tế của tuần tới. Thì có thể anh em để ý nhá. Tuần tới theo mình ý, cái lịch kinh tế dày đặc mà toàn tin đỏ này nó sẽ là một tuần đầy biến động với cái tin đầu tiên chờ chúng ta từ cái hôm thứ ba, tại vì hôm thứ hai ngày mùng 10 ngày mai bên bên Mỹ bên Tây Lông ý, nó vẫn chưa hoạt động, nó vẫn thường thường là thứ hai đầu tuần sẽ không có tin đâu anh em ạ, được chưa? Và bắt đầu đến ngày thứ ba ấy, thì đối với anh em đánh bảng Anh nhá, thì nó sẽ có những cái tin cái lúc 13 giờ chiều bắt đầu chuẩn bị vào đầu phiên London. Ok, được chưa? Và đến ngày thứ tư, tức là ngày 12 ấy, thì đầu lúc cái lúc mà 0 giờ 12 giờ đêm ấy, nó sẽ có cái tin là lãi suất trái phiếu 10 năm. Và đến 13 giờ ngày hôm sau thì cái vẫn là tin bảng Anh tiếp theo, đó là cái tin GDP tính theo theo tháng. Ok nhá. Và cuối của cái ngày hôm thứ tư, tức là vào đầu phiên New York, thì nó sẽ có cái tin lúc 19:30. Tin này đối với mình và anh em rất là quan trọng luôn, đó là chính là gì? Nó chính là một cái tin CPI, core CPI, tức là chỉ số lạm phát lõi, nó liên quan đến nền kinh tế của Hoa Kỳ. Ok, thì bất kỳ những cặp tiền chỉ số hàng hóa nào nó đều neo với cả, đa phần đều neo với cả đồng tiền đô la Mỹ này hết, thì có cho nên cái tin này nó cực kỳ theo mình là biến động. Ok anh em ạ, thì anh em phải lưu ý giờ ra tin nhá. Và sau khi cái tin CPI này nó ra thì theo mình nhá, nó sẽ đến cái lúc mà rạng sáng ngày hôm sau, tức ngày thứ năm ấy, nó sẽ có cái tin lúc 1 giờ và 1 giờ 30 sáng, nó sẽ có cái tin là Fed nó sẽ công bố lãi suất của tháng tháng 6 này. Ok anh em, được chưa? Tức là ngày 12, ngày 13 này, đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13 này, anh em ạ. Thì theo mình hai tin này nó sẽ trái ngược nhau. Ví dụ cái tin CPI này nó ra nó sập thì khả năng tin Fed Funds Rate này nó sẽ uptrend. Đấy là thường thường là theo mình quan sát hiện tượng nó là như vậy, hai tin này nó sẽ trái ngược nhau là như thế. Thì đối với anh em nào mà muốn chơi tin thì anh em có thể là cân nhắc. Được chưa? Và lúc 1:30 nó sẽ có họp báo của chủ tịch Fed Jerome Powell, ông sẽ họp báo công bố tại các cái tòa báo ở bên Hoa Kỳ ấy, công bố tại sao lãi suất tháng này lại là giữ nguyên hay là chúng ta sẽ có đợt giảm lãi suất đầu tiên. Chứ còn bây giờ bảo tăng lãi suất thì không tăng đâu anh em ạ. Được chưa? Bây giờ tăng là cực kỳ căng, mà bây giờ nền kinh tế đã cực kỳ là nó bị chậm lại rồi anh em nhá, nó không còn được tăng trưởng như kỳ vọng nữa ấy. Mà bây giờ tăng lên tiếp mà vẫn cái giọng diều hâu hawkers ấy, thì cực kỳ là thị trường lại một màu đỏ anh em ạ, với cả cái áp lực bầu cử, gọi là áp lực chính trị mà chính quyền Biden ấy, ép là gì, năm nay là năm bầu cử tổng thống, là phải có một năm kinh tế nó tốt thì người dân người ta mới hào hứng, người ta bỏ phiếu, người ta vote cho tổng thống đương nhiệm để mà đấu hiệp hai với cả Donald Trump anh em nhá. Đấy là chính quyền Biden đang ép bên cục dự trữ liên bang Mỹ, hay còn gọi là Fed, là phải bằng mọi giá, kể cả lạm phát giảm hay không giảm, có khi đến thời điểm này từ bên đến cuối năm còn không quan tâm là lạm phát có giảm hay không, phải phải có ít nhất 1 đến 2 lần giảm lãi suất, nếu không là nền kinh tế sẽ rơi vào khủng hoảng. Mà một khi đã khủng hoảng rồi thì nó sẽ đi theo kiểu cái chuỗi domino, là domino ấy, là nó sẽ kéo theo rất là nhiều, từ các nhà máy xí nghiệp cho đến từ con người cho đến tất tần tật nền kinh tế tài chính này, nó sẽ kéo theo anh em chúng ta ở Việt Nam này cũng đang bị ảnh hưởng bởi chỉ bởi 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 cái lạm phát của Mỹ nó xuất khẩu. Được chưa? Rồi thì đấy là cái lúc tin 1:30 sáng, và đến lúc 19:30 ngày hôm thứ năm ấy là gì? Là chúng ta có cái chỉ số, cái tin là core PPI, tức là chỉ số bán buôn hay gọi là chỉ số giá sản xuất ấy. Là cái chỉ số này ấy, nó phản ánh cái mức độ cái giá nhập khẩu của các nhà máy xí nghiệp làm sản xuất, khi mà cái
cái giá bán buôn tức cái giá nhập cái nhập nhập buôn ấy, không phải nhập lẻ nhá, nhập nhập giá sỉ ấy, nó mà tăng lên ấy, thì có nghĩa là gì, là cái đầu ra, cái mặt hàng đầu ra của nhà sản xuất đấy nó sẽ phải tăng, các sản phẩm đầu ra nó sẽ tăng khi mà bán lẻ cả cái bán buôn luôn. Nên là gì, cái này nó phản ánh một cái góc cạnh của cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó đang như nào, thì nó cũng là một cái tin mà theo mình nó cũng có biến động, nhưng mà nó sẽ không biến động bằng hai cái tin này, tin CPI và tin FOMC. Ok anh em, được chưa? Rồi. Và đến 23 giờ đêm thì nó chúng ta sẽ có cái chủ tịch Bộ trưởng Bộ Tài chính Yellen speak, là bà này bà phát biểu, ông ấy phát biểu được chưa? Cái tên này hơi khó đọc. Yellen à? Ok nhá, thì đây là bộ trưởng, tin này theo mình là nó cũng không có vấn đề gì đâu. Quan trọng là cái tin lúc 19:30 đầu phiên New York tối này anh em này. Và đến ngày thứ 6 tức ngày 14 tháng 6 này thì cái tin mà lãi suất trái phiếu 30 năm này thì không có gì. Và 21 giờ đêm ngày thứ 6 ấy, chúng ta sẽ có cái tin là tâm lý thị trường sơ bộ. IOM là cái tin này theo mình là cũng có khả năng là biến động. Và đến ngày thứ 7 thì chúng ta đóng phiên rồi thì có tin một chút tin EU thôi, thì là chủ tịch của Ngân hàng châu Âu bà này bà phát biểu, thì tin này anh em không cần quan tâm đâu. Ok anh em nhá. Rồi thì đấy là tin tức vĩ mô trong tuần. Còn bây giờ mình sẽ đi vào phần biểu đồ chart đi. Thì anh em để ý này, hôm nay mình sẽ bắt đầu, mình sẽ không đi từ khung ngày nữa, tại vì khung ngày nó không có biến đổi gì nhiều đâu. Mình sẽ phân tích từ H4 và H1 thôi, H4-15, H1-15 nhá. Thì cái đi từ cậu vàng trước đi, thì vàng này, sóng vàng H4 nó vẫn đang là một sóng uptrend, được chưa? Còn cái indicement này là indicement khung ngày nhá, đây là mình dùng chung chart. Ok, thì mình anh em nhìn zoom out ra này, à zoom in vào này, thì anh em nhìn này, cái chỗ bên trên này này nó chính là một cái indicement của H4, đồng ý không? Khi mà cái thằng H4 ấy nó đã chốc qua, nó đã chốc là chiều này từ tức là nó đã BUS từ tiếp diễn xuống là tiếp tục tăng lên của nó này, anh em được chưa? Nó BUS qua cái chỗ cái phần ship này của nó, ship của cái khung ngày này, được chưa anh em nhá? Rồi thì có phải là gì, là cái sóng chính của chúng ta của H4 con vàng ấy nó vẫn đang có sóng tăng, được chưa? Thì có phải là bên dưới đây chúng ta vẫn là một cái đáy swing low bên dưới, đồng ý không? Swing low cái vùng giá đây này anh em nhá, 2277 và swing 2 nó sẽ trùng với swing 2 của khung ngày, cái vùng giá là đỉnh ô tham 2 này, đỉnh cao nhất mọi thời lại 2450, được chưa? Và giá nó điều chỉnh hết một loạt cả tuần vừa rồi sau khi cái tin non farm thứ 6 nó ra này, được chưa? Và có thể mình nói rồi, như cái plan tuần trước mình bảo gì, chúng ta vẫn còn một cái PI ở extreme chỗ này anh em nhá. Thì có phải là nếu sang tuần, nếu mà anh em nào buy vàng theo cái chiều pro trend ý, thì theo mình ý, là với cái momentum nó đang dốc thẳng đứng sau khi tin nó ra này, thì có thể là gì, sang cái đầu tuần ngày thứ hai nó sẽ chạy là cái vùng này, hoặc có thể nó tăng lên một chút sau đó nó sẽ sập một phát xuống, phải H4 này quét thanh khoản cái đáy này, cái đáy mà 2277 này anh em hãng mua nhá. Em hiểu ý tưởng của mình không? Tức là nó chạy kệ nó chạy đi, đừng có buy FOMO chỗ này vội. Và em đợi là quét thanh khoản một phát, nó quét dâu phát thì anh em mua lên theo chiều pro trend. Và maximum thì vẫn là target lên cái đỉnh ô tham 2 này, cái đỉnh swing 2 này, được chưa? Đấy, còn tóm lại bây giờ anh em vội vàng, anh em mua chỗ này thì vẫn phải chấp nhận nó gọi là high risk high return, là gì? Là giá nó có thể sập xuống, nó quét stop loss của anh em nhá. Hoặc là nó sập thẳng xuống luôn, nó sẽ đảo chiều xu hướng từ tăng thành giảm, nó chốc đảo chiều ấy, nó phá qua đáy swing low rồi mà, được chưa? Đấy thì anh em phải cân nhắc cái vấn đề xác suất đấy nhá. Đấy thì target thì vẫn maximum lên đây thôi, đồng ý không? Thì nói túm lại là anh em theo mình, nếu mà mình buy vàng chỗ này, mình sẽ đợi nó quét thanh khoản cái đáy này đã anh em, mặc dù đã quét rồi nha, nhưng mà chỗ này nó cái PY nó không được đẹp cho lắm đâu, nên là mình để chắc nhất là vẫn để cho nó quét thanh khoản, hoặc là nó sẽ có hiện tượng là gì, cái vùng này nó giữ được giá này và bắt đầu hình thành cái cây nến H4 thứ nhất, nó quét thanh khoản này, 22 nó quét thanh khoản này, nó chưa quét qua cái đáy này nha, tại vì cái đáy quét thanh khoản rồi, được chưa? Thì 2-3 cây nó quét, nó rút dâu lên chỗ này thì bắt đầu chúng ta vào một vị thế mua được, và lúc ấy đặt được stop loss bên dưới chỗ này là chắc cú, được chưa? Còn đâu với cái tiếp tục mà nó đà nó giảm xuống này thì đợi quét thanh khoản cái đáy này là đẹp nhất. Ok nhá. Thì số M15C con Fibonacci, được chưa? Thì đấy là vàng H4 M15, còn bên xuống H1 nhá. H1 này.
sóng H1 của vàng này, anh em để ý này, thì cái sóng H1 đã chốc là chiều từ tăng này, cái con sóng này nó chỉ là sóng tăng ngắn hạn nhá, sau khi nó chốc qua cái đáy swing low này thì là nó chốc là từ tăng thành giảm rồi nhá. Được chưa? Đồng ý không? Chốc này. Ok. Thì sau khi nó chốc thì lúc này cái tin thứ 6 nó ra, tin non farm nó ra ấy, thì anh em để ý là cái indicum của con vàng nó ở trên đây. Anh em để ý này, cái chỗ đoạn này này, nếu nhìn kỹ hơn thì nó sẽ chuyển dịch xuống tới dưới đây rồi. Anh em ạ, được chưa? Ok, thì con vàng nó chốc là chiều H1 nhá, chốc từ từ tăng hình giảm. Ok, được, đồng ý không? Và lưu ý là gì, vừa mình vẽ cái PYH4 chỗ này này, giá nó chạm cái PYH4 nhá, thì có thể là gì? Là sang tuần nhá, tiếp tục nó một nhịp điều chỉnh, nó pullback lên là lấy instrument và lên tới là chạm vùng order flow đầu tiên này. Và sau thứ hai là vùng order block bên trên này này, hai vùng này. Hoặc là chỉ sweep cái instrument này và nó tiếp tục lại sập xuống. Anh em hiểu cái ý tưởng giao dịch không? Nếu mà anh em đánh vàng MH1M15 thì H1M15 thì anh em có thể là canh cái nhịp sell ở cái khoảng to này. Được nhá. Được mà, tại vì nó build instrument rồi. Và bên trên này nó hình thành order flow và order block khá là đẹp. Vẫn có cái imbalance khá là đẹp. Chưa bị mitigate, unmitigate. Ok. Được chưa? Thì có thể anh em sell được kiểu đấy là đẹp nhất nhá. Hai cái vùng order flow mình kẻ lại cho anh em cho nó có cụ thể rõ ràng này. Đây, cái vùng đầu tiên có thể anh em lưu ý là cả vùng này và hoặc là cái vùng to to này. Bên trên nó bóp lại thôi. Vùng gọi là vùng refinement nhá. Đánh dấu màu khác cho anh em nhìn thấy. Được chưa? Thì có thể anh em lấy cả vùng này hoặc anh em bóp lại hẳn cái vùng order block lần này cũng được. Không vấn đề gì cả. Nhá, thì đấy là mấy cái vùng mà anh em có thể là lưu canh sell lại, sell về khi mà giá nó có nhịp pullback, hoặc là tiếp theo nó sẽ đục thẳng xuống cái đáy swing low của H4 bên dưới này, thì cũng là một điều vẫn có thể, tại vì cái momentum, cái đà giá ấy, nó vẫn đang rất là khỏe. Ok anh em, thì đây là vàng H1M15. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu sang thằng EU. EU bắt đầu lại đi từ H4 đi. H4 nha. Thì anh em để ý nhá, H4 này sau khi EU nó chốc cái đỉnh này, nó chốc từ 1-2 tuần trước ấy, đồng ý không? Thì có phải là gì? Sau khi nó chốc đúng không? Thì có phải là đây chính là một cái instrument, đồng ý với mình không? Và cái nhịp này ấy, nó chỉ là một cái trap để anh em sell FOMO về nhà, là build thanh khoản một loạt này và lên được quét này, và lỗ phi lên tiếp là phá qua đỉnh là build instrument mới. Thì lúc này, sau khi hôm thứ 6 tuần trước nó ra ấy, thì nó mới pullback về lấy instrument thực sự này, để nó confirm đỉnh swing 2 mới bên trên đây nha. Đồng ý với cái mapping này của mình không? Ok, thì nếu anh em nào đánh H4M15 ấy, thì cái sóng chính của thằng H4M15 EU nó vẫn đang có một sóng uptrend, và nhịp đấy là lấy instrument rồi. Nhưng lấy instrument cái vùng này nó không giữ được giá, thì khả năng tiếp theo anh em canh cái vùng nào? Anh em để ý này, cái vùng này ấy, đối với mình ấy, nó chỉ là thanh khoản thôi nha. Được chưa? Vùng là vùng thanh khoản thôi nha. Đấy, nên là gì? Cái vùng order block mình có thể canh ấy là vùng gì? Vùng chính là cái vùng order block này này. Vùng này nha. Đồng ý mình không? Đấy, ok. Thì đấy là cái vùng đầu tiên. Còn bên dưới đây chúng ta sẽ tồn tại một cái đáy swing low này. Được chưa? Tồn tại một cái đáy swing low anh em ạ. Thì có phải là gì, là bên dưới đây chúng ta đã mitigate rồi, và nếu mà giá tiếp tục nó giảm về đến cái vùng này này, chúng ta sẽ canh mua một nhịp ở đây, mua lên được theo chiều project và maximum target là lên cái đỉnh swing 2 bên trên, SL đã bên dưới TB lên đây nha anh em. Còn cái vấn đề thứ hai là nếu cái vùng này không giữ được giá, thì khả năng cao cái vùng, tất cả cái vùng này em bỏ qua đi nha, đừng có canh vùng này làm gì cả, tại vì nó là thanh khoản hết. Anh em phải đợi nó quét cái đáy swing low bên dưới này, quét một phát cây nến ngày qua này, bắt đầu em xuống M15 anh em, CM ông chốc entry module em mua lên. Được chưa? Đấy, thì đấy là hai cái kế hoạch giao dịch của H415. Hoặc là bây giờ nếu giá lấy đủ thanh khoản nha, giá sang tuần ấy nó chỉ cần quét thêm cái đáy này phát nữa thôi, rồi nó phi lên là việc của Market Maker, nó về là quét thanh khoản và bắt đầu phi lên, thì em chấp nhận rủi ro 50-50 chỗ này, hoặc là thậm chí thấp hơn 50% chỗ này, tại vì sao giá nó chưa chạm vùng POI bên dưới này, em mua lên cho em đuổi giá theo ấy.
đuổi anh em mở vị thế chỗ này này. Thì đấy là vấn đề của anh em thôi nhá. Nếu mà anh em đánh EUH40M15 là có những cái kế hoạch giao dịch của tuần tới 3 cái kế hoạch nhá. Được chưa? Còn bây giờ xuống H1M15 đi. Thì mình sẽ xóa bớt đi nha, xem giá phản ứng tiếp theo là gì này. H1M15 này. Xóa đi nha cho đỡ vướng nha. Phân tích lại cấu trúc của H1 này. Anh em nhìn sóng H1 nhá. Nhìn sóng H1 này. Sóng nó chạy cái tuần vừa rồi ấy, nó chạy lòng sideways chỗ này, thấy không? Có phải không? Thì có phải là gì? Cái chỗ bên trên đây, giá lấy đi Simon là confirm để xuyên 2. Đồng ý với mình không? Thì có phải là gì? Nó chạy một mạch lùng hoàng trong cái trading range này. Cái swing high đây và swing low bên dưới đây. Được chưa? Trong trading range đấy. Thì có phải là gì? Lên tới đây nó lại BS hay còn gọi là tiếp tục xu hướng. Ok, phải không anh em? Thì lúc này anh em để ý này, sau khi nó BOS thì cái Anderson mới nó đang ở đây nha. Thì lúc này này, cái tin non farm nó ra và nó confirm cái đỉnh swing 2 mới của H1 bên trên đây nha. Đấy. Và swing low lúc này ở đâu? Để ý này, swing low lúc này ở dưới đây này. Đấy, swing low đây. Được chưa? Ok anh em. Thì anh em để ý là cái tin non farm nó ra là phá hết một loạt cấu trúc. Mà mặc dù chỗ này thực ra cấu trúc nhưng chỗ này nó là thanh khoản, nó trendline liquidity thôi nha. Là trendline liquidity cho nên chỗ này mua chỗ này nó là thanh khoản hết. Và khi mà nó giá nó sập mạch nó về đây là nó còn duy nhất một cái vùng, nó gọi là vùng extreme PY chưa bị mitigate này anh em ạ. Thì có thể là gì, anh em để ý này, nếu về đây sang tuần nhá, nó chạm cái vùng này nó có setup đúng không, thì anh em xuống 15 anh em xe có thể anh em mua lên được. Và em có thể mua lên đây hoặc target maximum là kịch kim là lên tới này. Anh em hiểu ý tưởng không? Còn như H4 vừa phân tích ý, là có thể nó vẫn giảm xuống tiếp. Anh em hiểu không? Tại vì nó mới chỉ lấy Discernment cho này thôi. Còn bên dưới đây nó chỉ là cái đáy. Vậy mình bảo là gì? Nếu mới bảo cái đáy này, cái chỗ này nó là, nếu mà sang tuần nó lấy đủ thanh khoản ấy, thì có thể là nó đi lên luôn. Còn không thì bên dưới đây vẫn còn cái auto block của H4 bên dưới này nữa mà. Anh em thấy không? Đấy, nên là gì? H1 ấy, em target ý, lên tới đây là kịch kim anh em nhá, tưởng cái đỉnh swing 2 trùng với đỉnh swing 2H4 đấy, được chưa? Còn khi mà nó về cái order block này thì anh em cứ CE thôi, ăn 2-3 đời 3-4 đời 5 đời cũng được. Có thể là em đặt về đây, em CE này em đặt L bên dưới và em target 2-3 đời 3-4 đời thôi cũng được, hoặc là target lên cái đáy cũ này của nó cũng được. Còn target lên tới đây thì nó gọi là high risk high return, hay còn gọi là liều thì ăn nhiều nhá. Là gì? Một là target lên đỉnh này, hai là target lên thẳng đây. Thì nếu mà là target thì 14R, còn không thì ăn 3-4R, 4-5R thôi nhá. Được chưa? Thì mình sẽ bóc ra thành từng entry một, ăn kiểu đấy. Ăn nhiều thì nó sẽ hay bị nghẹn, nhưng mà ăn được khi mà đã lút trôi thì nó lại là rất là ngon. Còn mà ăn ít thì nó sẽ sống đủ lâu thì ăn được nhiều. Thì anh em phải lựa chọn những cái trường phái, những cái phong cách để anh em có thể mở vị thế thêm cái entry anh em giao dịch nhá. Mình không bảo anh em là target 14R, 15R là sai, hay mình cũng không bảo anh em là target 2-3R là sai, mà cái đấy nó phải do là cái sở thích và cái phong cách của anh em. Anh em có cái tâm lý anh em cứng, anh em rắn, mà anh em chấp nhận là gì, cái tỷ lệ win rate của anh em có 10-20% thôi, nhưng mà anh em ăn một lệnh nó sẽ cover lại được hết những cái lệnh anh em thua. Có thể anh em thua chuỗi 3-4-5-6-7-8-9 chục lệnh, nhưng mà sau khi anh em một lệnh 14R chẳng hạn, nó vẫn có lãi. Em hiểu cái bảng tỷ lệ win rate thì anh mình đã nói anh em rất là nhiều lần rồi đúng không? Thì đấy là tùy anh em thôi nhá. Còn đâu anh em đặt target 2-3R thì bắt buộc cái win rate của anh em phải tăng lên, thì anh em phải ít nhất là phải từ 50% đổ lên thì anh em bắt đầu mới có lãi được. Còn 4-5R thì khoảng tầm 40-45% hoặc 35% thì anh em đã có lãi. Có cái bảng trong nhóm Discord mình để trên cái phần tài liệu quý hiếm, anh em có thể xem lại cái cách tính RR và cái tỷ lệ win rate của anh em để anh em bắt đầu có lời được nhá. Đấy. Thì đấy là thằng EU nhá, thằng EU của chúng ta. Được chưa? Thì có thể là mình để một cái lệnh đây anh em, để anh em có thể hiểu cái cách anh em có thể entry được. Anh em xuống đây, em xuống 15 anh em CA nhá. Đặt cảnh báo đây này. Được chưa? Đồng ý không? Rồi. Tiếp theo này, sang GU đi. Anh em để ý GU này. GU thì mình cũng đi từ H4 nhá, là gì?
anh em nhìn cái hiện tượng GU nó tuần vừa rồi, nhìn này, nó lên tới là sweep cái đỉnh swing high này, sweep chưa, sweep đúng không, phải không? Thì có phải là lên tới đây là BUS này tiêu xu hướng, ok, đồng ý không? Thì sau khi nó sweep ý, thì cả sau khi nó BUS ấy thì cái indicator mới của nó đang ở đây, phải không anh em? Nó biết và cái đấy swing low lúc này đang ở đây vùng giá này, kẻ ra sẵn cho anh em nhìn cho nó dễ nhá, được chưa? Rồi đấy, các cái vùng giá anh em nhìn, cái trading range chúng ta đang ở đây và cái sóng chính của H4 vẫn đang một cái sóng uptrend và nhịp này chính là nhịp điều chỉnh thôi, nhịp pullback ấy. Ok, thì có phải là gì, em ý này, chỗ này chúng ta sẽ có một cái chart, cái chart bearish, được chưa? Ok, vì sao? Vì sóng đang giảm mạnh này, có thể là những anh em nào mà sell FOMO này, FOMO sell về đây, sell theo cái đà này. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Khi nó đã về cái chart này này thì có thể là gì? Nó sẽ có kịch bản là nó sẽ không mitigate này và bắt đầu nó về chart và nó bật thẳng lên tiếp và nó sẽ phá đỉnh, cái đỉnh mới tạo này, nó sẽ build một nhịp indicator mới. Còn cái kịch bản thứ hai ấy là cái chart này fail anh em nhá, nó đều có xác suất cả, không phải là chap này cứ chap là 100% win đâu, được chưa? Là gì? Là tiếp tục nó giảm xuống và nó quét thanh khoản cái instrument này và tiếp tục phi lên. Và cái kịch bản thứ ba ấy là chúng ta sẽ có một cái vùng order block extreme đây, được chưa? Đồng ý không? Và nó bên này có phản ứng đồng thời, nó lấy instrument đồng thời khai thác luôn cả cái order block này và phi lên. Kịch bản thứ tư là gì? Nó lại một phát là quét luôn cả cái đáy này nữa, nó quét thanh khoản đấy, nó quét dâu qua cái đấy này, cái vùng giá này, này. Và phiên lên con kỳ bản cuối cùng là gì, đồng nến qua là chốc, chốc là chiều từ tăng thành giả. Đấy, thì đấy là mấy cái kịch bản của GU sang tuần, anh em phải lưu ý lưu tâm nhá, đồng ý không? Thì tóm lại là theo mình khuyên anh em ấy, anh em nào chơi GU H415 thì cứ đợi là gì, nó khai thác cái instrument này này và có thể là chạm hẳn cái vùng này, anh em có thể là đặt một lệnh buy theo chiều pro trend, SL đặt bên dưới nhá và TB lên đây, được chưa? Thì đấy là cái kịch bản đẹp nhất, cứ đánh theo chiều pro trend thì nó sẽ đỡ rủi ro hơn, mặc dù vẫn có thể bị SL trong trading này là điều không thể tránh được đâu anh em ạ, phải chấp nhận, đã xác định trading là phải có SL, phải có TB nhá, nó là gia vị thôi. Thì đấy là những cái kịch bản, hoặc anh em nào rig tức là cái kiểu liều thêm nhiều đấy thì là gì, về đây nó có chap này, đặt khi mà xuống thế H15 có chốc là chiều phát thì anh em mua lên luôn, đặt SL ngay bên dưới hoặc đặt chùm qua bên dưới đây thì chấp nhận SL nó dài một tí nữa thì là dưới an toàn, đúng không? Hoặc chỉ đặt SL ngay bên dưới cái instrument này thôi, chấp nhận là gì, nếu giá tiếp tục giảm thì chấp nhận mất một R chỗ này. Đấy, thì đấy là cái cách mà anh em thể là trade được của H4M15 nhá, được chưa? Còn bây giờ mình sẽ xuống H1M15 đi. H1M15 chúng ta có gì ở đây, phân tích cấu trúc H1 này, chỗ này nó sweep đỉnh này, sweep đỉnh H4 nó trùng với đỉnh swing high của H4 mà, được chưa? Trùng đỉnh swing high này, đã rồi. Thì cái lúc này sau khi nó sweep đỉnh thì có phải là gì, cái indicator mới của chúng ta lúc này đang ở đâu? Nó đang ở đây này, nha anh em nhá. Đấy, nó sweep và nó hình thành cái confirm cái đỉnh swing high này. Thì cái đáy swing low, cái cấu trúc lúc này ấy, nó vẫn đang là một con sóng uptrend và lên tới đây nó chính là BUS. Ok, phải không anh em? Thì có phải là gì? Mình nói luôn này, cái khả năng cao ấy, cái đáy swing low của thằng H1 này nó chính là cái indicator của H4. Anh em xem lại chưa? Cái này nó chính là cái đáy swing low anh em ạ, chứ không phải là indicator đây này. Đây nhá, thì anh em nhìn này, đây có phải là về đây, nếu theo cấu trúc của H1 ấy, đúng không, mình như mình vẫn nói ở H4 là gì, chỗ này này, cả vùng to này nó chính là cái mình nói là cái order block hay còn cái chart của H4 đúng không, và trong cái vùng nhỏ này nó chính là cái vùng refinement hay gọi là vùng tinh chỉnh nhá, H1 đồng ý không, đây chính là cái indicator của H4 này, được chưa? Thì mình bảo anh em là gì, nếu mà rig 1R chỗ này cũng được, nếu theo cấu trúc của H1M15 nhá. Đây, đúng không? SL
Nếu đặt đây cũng được, ngay bên dưới đây cũng được, hoặc đặt trùm ra thì L nó dài mình vừa nói đúng không? Thì có vẻ là tay TB thì lên tới đỉnh swing 2 này. Đúng không? Đặt G1R chỗ này và chúng ta mua lên. Phải không? Đấy, thì đấy là một cái kiểu đấy. Còn kiểu thứ hai là gì? Là ở bên dưới đây nhìn thấy H1 vẫn có cái vùng order block khá đẹp, chưa bị mitigate nhá. Thì có thể là cái vùng cái lệnh này anh em đặt đây cũng được, đặt chùm này bên dưới được, có thể là nó đồng thời nó một nhịp nó về khai thác cả hai vùng này luôn. Thì đặt đây là an toàn nhất. Và vùng hai anh em đợi buy lại vùng order block bên dưới này. SL đặt ngay bên dưới cái vùng swing low của H1 thôi. Và mua lên theo chiều project. Đấy, thì đấy là hai cái kế hoạch giao dịch của H1 M5. Và đối với anh em nào mà có thể xuống M5 anh em CE thì em có thể là bóp lại cái SL này, bé lại thêm tí nữa anh em có thể tối ưu tỷ lệ RR. Bóp lại được. Anh em hiểu cái ý tưởng không? Đấy thì đấy là cái thằng gấu H1 M5 nhá. Đấy thì tóm lại là gì? Là ba cặp tiền mà mình hay anh em hay chơi mà mình cũng chơi, mình chơi thì mình chơi chuyên EU thôi. Thì mình phân tích cho anh em cùng nắm bắt được cái xuống sắp tới sang tuần tới của thị trường. Cái tuần tới theo mình nó là cực kỳ biến động với một loạt các cái tin đỏ, từ cái tin core CPI đến chỉ cái tin LVMC, PPI và tâm lý thị trường sơ bộ. Đấy, nói tóm lại là toàn tin đỏ. Tuần tới anh em nhớ là tuần tới khá là nhiều biến động nha. Đối với anh em lấy scalping M15 cả M1 còn biến động nữa, tại vì các cái time frame nhỏ nó càng biến động hơn. Được chưa? Thì anh em phải lưu ý nhá. Rồi thì mình xin kết thúc video tại đây rồi. Và thân ái chào tạm biệt anh em. Cảm ơn anh em đã xem video đến giờ phút này. Nhớ like video, nhớ đăng ký kênh, bấm chuông thông báo. Và đừng quên, những anh em nào mới tham gia kênh, chúng ta có một nhóm Discord học tập trung. Thì mình để link mời dưới phần mô tả. Và trong đấy chúng ta giao lưu, trao đổi, học tập lẫn nhau. Ok, cảm ơn anh em. Bye bye anh em nhá.